dắt người ta luôn rồi. Rồi đó. Nữa không? Rồi chào bà con. Lúa bữa nay được 65-66 ngày nè bà con. Thì bữa nay chỗ điều rồi. Thì khoảng 28-29 Tết thì nông dân ở đây ta làm lúa ta xịt cử nó đừng tăng Tết bà con. Ta xịt theo nguyên tắc là trước chỗ và sau chỗ để ngừa lem lép đậu ôm và sau cuốn lá. Thì đây lúa bữa nay chỗ điều rồi, đây là lúa OM18. Bông cũng khá là đẹp. Bà con coi cái dàn bông này nó. Đối với lúa nó bà con đấy thì cái lúa mà nó mới chỗ lên cái nhị trắng này nè là nó còn há họng, còn khi mà cái nhị này nó héo lại là nó đã hiếp họng là chuẩn bị nó vô gạo nha bà con, chuẩn bị công trái me. Nó mới chỗ lên nó chưa, nó nhiều mấy cái nhị còn trắng này là nó còn há họng nè, buổi sáng sớm nó còn há họng. Còn mấy bông mà chỗ trước thì nó khô này nó sẽ hiếp miệng rồi, nó chuẩn bị vô gạo vô tinh bột đó, rất là đẹp luôn. Dàn lúa này bông cũng khá là dài. Đấy, bà con tham khảo. Đây dàn lúa bên đây cũng bông là dài, rất là dài luôn. Do nó thưa. Nó thưa quá thì thấy không bằng bên đây hết bà con, bên đây cũng thưa nhưng mà thưa dừa nè, thấy bông quá bông, bông gì móc gì mịt luôn à. Cũng bông cũng dày vậy mịt luôn. Còn bên đây thưa quá nó bông cũng dày nhưng mà bông nó bự mà nó thấy hơi thưa chân hơn, bông được dài hơn. Rồi cho bà con tham khảo cái dàn lúa OM18.